bên anh muốn bên mãi chẳng rời. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa và lên giường em lại bơ vơ. Làm bao giấc mơ rồi lại chờ vơ. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Mà đêm đó ai dần lối em để gần anh mãi. Chúng con gửi đến các đấng sinh thành để tỏ lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ trong ngày vui hôm nay. Tháp ly tự như ngọn núi Thái Sơn, được ví như con dưỡng dục của cha. Những dòng trang văn đỏ rực đang chảy, tự như những dòng sữa mẹ ngọt ngào, đã từng ngày nuôi nấng ta nên người. Rượu hồng chúc phúc mẹ cha, ân sâu nghĩa nặng như là biển đông. Hôm nay nên nghĩa vợ chồng, công ơn cha mẹ một lòng khắc ghi. Và chúng ta cùng tiếp tục chia rượu chậm ăn thứ hai. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trang nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau. Thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu.
Vâng, bây giờ đây xin mời đôi người của chúng ta cùng nhận diễn ly rượu hồng để cùng dâng lên các đấng sinh thành tỏ lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ trong ngày vui hôm nay. Anh ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi sự lớn, không đốt sinh thành. Người hỡi đừng cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, là người ở trên đời, nhớ công người xin. Vâng, bây giờ đây xin mời đại diện hai bên thông gia, chúng ta cùng tiến đến phía trước một bước và cùng ly với nhau để tình nghĩa xưa gia luôn keo sơn gắn bó. Áo năm mày quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai năm ấy. Xin cảm ơn đại diện hai bên tham gia rất là nhiều. Và ngay bây giờ đây thì xin mời đại diện hai bên tham gia chúng ta cùng bắt tay nhau. Tạm có bù dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau. Vâng, bây giờ đây thì xin mời đại diện hai bên gia đình chúng ta cùng trở về bàn vinh dự của mình an toàn. Xin trân trọng kính mời. Kính mời quý vị rót rượu, mời mẹ, mời cha, mời ông, mời bà. Giờ đến lượt hai ta. Vâng, bây giờ đây xin mời đôi yêu thương của chúng ta cùng nhận hai ly rượu hồng và cùng choàng tay nhau, cùng cạn ly rượu giao bôi để tình nghĩa phu thê được bền duyên tơ tóc. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nâng ly thật cao để cùng chúc phúc cho đôi yêu thương tuyệt vời nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, có được không ạ quý vị? Ly đâu hết rồi quý vị? Chúng ta có thể dơ thật cao được không ạ? 1 2 3 xin mời. Thật tuyệt vời, thật nồng nàn như hương vị trong bàn. Và kính thưa quý vị, chiếc bánh cưới là tượng trưng cho những gì ngọt ngào nhất trong tình yêu. Và ngay bây giờ đây, xin mời đôi hương của chúng ta cùng tiến đến thắp bánh để làm lễ cắt bánh cưới. Cùng nhau cắt bánh phu thê, mẹ cha đã định em về giữa anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Và ngay bây giờ đây xin mời đôi yêu thương của chúng ta cùng trở về trọng tâm sân khấu. Và kính thưa quý vị, một nụ hôn nồng cháy mà chú rể Văn Tuấn sẽ trao tặng cho cô dâu Thị Duyên trong ngày vui hôm nay. Đó sẽ là một nụ hôn ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất được sự chứng kiến của tất cả quý vị. Và luôn có xin bật mí với chú rể là khi chú rể hôn ở má trái cô dâu thì xin con gái, hôn ở má phải cô dâu thì xin con trai, hôn ở đôi môi thì đầu năm xin con trai, cuối năm xin con gái. Và xin mời đôi ngư của chúng ta cùng nhìn thẳng vào nhau. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hô vang 3 tiếng đếm để chú rể Văn Tuấn sẽ trao tặng nụ hôn ngọt ngào nhất với cô dâu Thị Duyên ngay giờ phút này đây, có được không ạ quý vị? 1 2 3 Thật tuyệt vời, kính thưa quý vị. Và những lời cảm ơn vừa rồi cũng đã khép lại nghi thức buổi lễ tân hôn của chú rể Văn Tuấn sẽ duyên cùng cô dâu Thị Duyên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trước khi trao trả đôi yêu thương tuyệt vời nhất của chúng ta về với vòng tay thân yêu của quý vị, thì Minh Luân cũng xin được chúc cho đôi yêu thương 4 chữ vàng: trăm năm hạnh phúc. Và ngay bây giờ đây, xin mời đôi yêu thương của chúng ta cùng trở về từng bàn để nhận những lời chúc phúc tốt đẹp từ phía quý vị khách quý, cũng như để nhiếp ảnh gia lưu lại.